Đây là kết quả mà mình đã xịt hai loại thuốc kết hợp với nhau nha. Một loại thuốc là siêu nở bông và một loại thuốc là kích thích bông nó mạnh và nó mập, nó nặng nha. Đây ha, đây nè, thấy không? Lúc trước là một bụi gì trung bình khoảng 3-4 cộng thôi, giờ đến 5-6 cộng, 7-8 cộng là mười mấy cộng có luôn. Rồi nha, cái lá càng to thì cái cộng nó càng nhiều. Cái nghĩa là cái chứng tỏ là cái củ của nó sẽ lớn á. Nè anh em thấy không? Rồi 2 4 6 8 9 cộng. Đó, 9 bông, thấy ghê không? Nhưng mà cái bông này nhiều không à, giống nhiều.